Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tiếp tục một buổi trưa nắng. Nè, con đường cũng đang làm. Nè, đang quay một lô đất ở đường này, số 11 luôn, mặt tiền. À, khá nhiều anh chị hỏi em con đường này. À, đây là khu đô thị bên kia. Giờ khúc trước đang làm con đường rất đẹp, còn sau này chắc hoàn thành thì đường vào. Nhiều anh chị hỏi em khu đô thị Sona Địa Chi Hữu Phước. À, chào Đức. Khu dân cư Hữu Phước. Nhưng mà thực tế là không có bán ha anh chị. Thông tin tăng biết được ở trên báo xuống. À, thông tin bí mật thôi. Nhưng mà khu đó chỉ là thuê cho công nhân, thuê cho chuyên gia nước ngoài, thuê vào bóng sức nội bộ ha, cho cán bộ lao động ở công ty 10%, và còn lại cho thuê nhà phố liền kề xem thuê 40 năm. Nên con khu thị cũng đang làm rồi. Thì hôm nay thì em quay một lô đất ở đường số 11 mặt tiền ha, một sản phẩm ký gửi mới ha, đang tiếp nhận được rồi. Thì lô này có sổ, giá cũng khá ok. Trên đường số 11 cũng khá nhiều anh chị hỏi mặt đường này, nhưng mặt đường này công tác định cư thì thật sự bí mật. Trong kinh doanh thì đa số là nghe nói là địa chính người ta thu hoạch lại rồi, người ta mua lại công tác định cư, ai bán người ta mua lại, cho nên rất ít lô người ta bán. Thì hôm nay có một lô cũng khá là ok, đẹp. Đang xem rồi thì quay lại cho mọi người xem tham khảo giá ở đây chính xác. Ai có nhu cầu biết giá thì đó là một giá chính xác. Còn ai muốn nhu cầu mua thì liên hệ Tăng, Zalo của Tăng. Tăng lát thông tin, Tăng gửi cho mọi người xem tham khảo đường này để dành trong tương lai. Đây đường số 1 ha, chúng ta định cư rồi. Những video trước Tăng có quay, Tăng đi xem trong đó kìa. Đường này giống rồi ha. Thì hôm nay Tăng chỉ quay có mặt tiền thôi. Đường số 11 này không có đường ra là xã Suối Nghệ. Đây. Hai bên này là tiền đường số 11 là bán đây. Sau kia thì đã hơn. Còn lúc tao quay là lô này, lô số 33 ha. Đây, nằm bên hướng bên này, hướng bên suối. Đây. Lô này diện tích là 520 ha, xây cấp 3. Đây, móc này bên này có rồi mọi người này. Đào tính một chút, tính một tí cây mát ha. Cây này không sao. Nào, qua bên này, có móc bên này đây, chấm đỏ đây, ta đo hết rồi. Đây 520 sâu dưới kia, dạ, xây nhà cấp 3 cho nên không có lối thoát hiểm. Lô này cũng gần với lô gốc. Bên kia lô 32, và lô gốc số 31, kia gốc ngay ngõ A4 đây. Lô này là bán với giá là 1.450 tỷ, vị trí rất là đẹp. Hướng này là hướng nam ha, đang đi lúc buổi trưa cho nên trời hơi nắng, người còn vắng. Một mình em lang thang trên phố, trên con đường này để quay những cái thông tin giá vị trí thì cho mọi người tham khảo. Khu tái định cư Sona Địa Chi Hữu Phước, Sona Địa Chi Châu Đức, Sona Địa Chi Suối Nghệ, nhiều tên gọi tái định cư Suối Nghệ đó. Các ai biết thông tin tham khảo anh chị cô bác mọi người ai cần cái vị trí thích vị trí mặt tiền này 1.450 cho tương lai thì có thể xem xét để dành tham khảo. Đây tương lai đường cái thẳng là khu đô thị ha, đoạn làm. Còn bên này mình đi ra khu Suối Nghệ rồi, khu số 1, đường số 11 là đường chính ha mọi người. Đây chỗ này sổ hồng riêng rồi ha. Dạ, mình mua đặt cọc và đi công chứng ngay. Đây cây mát này, lưới đèn này, mình chỉnh một tí nhưng không sao ha, một thứ cũng rất là ok. Mình xây nhà đẹp ha, mọi ai cần mình có thể dịch chuyển qua, xin lên giấy phép mình dịch chuyển qua bên cạnh luôn, nằm giữa một tí, nó làm nhỏ lại, trồng cây nhỏ lại ngay như đây thì căn nhà mình rất là thoáng. Đây những cái hướng đó, giá này tao thấy cũng rất là hợp lý. Vì ngày mặt tiền này nghe nói là giá 1.5 tỷ rồi, có sổ. Cho nên giá này 1.450 tỷ thì tao nghĩ người ta càng bán ha, tao mua lại thì rất ok. Rồi tới đây tao xin dừng video tại đây. Ai có quan tâm thì liên hệ tao nhé. Có mọi người nhớ đăng ký kênh xem ủng hộ tao nha. Hẹn một người là ở một video sau. Tao đi thẳng một tí ra đường số 11 này, tắm thẳng là con đường ra đường số 1 luôn. Dạ chính rồi, kết nối giao thông rất ok, rất tốt. Đây phía trong có bán cái này thì giá rẻ, đó khoảng tầm 700 thôi. Rồi mình xin chào mọi người nhé. Tới đây thì chắc dừng video tại đây rồi. Đây đi thẳng là mình ra khu dân cư, còn đường này tao đi thẳng là mình đi về rồi. Kết thúc video tại đây.